Chào mừng quý vị đã đến với phần cuối cùng của bản tin thế giới. Thưa quý vị, chứng khoán phố Wall có một phiên giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay với chỉ số S&P 500 giảm mạnh sau khi đã tăng kỷ lục trong phiên trước. Các nhà đầu tư thận trọng trước tình hình chiến sự ở Iraq cũng như báo cáo tốt hơn mong đợi về tình hình giao dịch nhà đất và lòng tin tiêu dùng kết thúc phiên giao dịch ngày 24 tháng 6, chỉ số Dow Jones giảm 0,7%, chỉ số S&P 500 giảm 0,64% và chỉ số Nasdaq giảm 0,42%. Sau khi tăng 9 điểm trong phiên giao dịch trước, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,7% trong đó Blue Chip S&P giảm điểm mạnh nhất, đánh dấu một ngày giao dịch tồi tệ nhất trong tháng. Tương tự Dow Jones, chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,6%, tương đương 12,6 điểm, trong đó ngành năng lượng giảm mạnh nhất. Chỉ số Nasdaq cũng giảm 18,3 điểm, tương đương 0,4% và dừng ở mức 4.300. 350 điểm. Thị trường có đến gần 2 phần 3 số mã cổ phiếu giảm điểm. Đáng chú ý, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tỷ lệ cầm cố và các khoản vay tiêu dùng giảm 5 điểm, tương đương gần 2,6%. Giá đô la đang tăng cao hơn so với các đồng tiền mạnh khác, trong khi giá vàng tăng 0,2%, đạt mức 1.321 đô la một ounce, còn giá dầu thô giảm 14 cent, tương đương giảm 0,1%, dừng ở mức 106 đô la một thùng. Thị trường chứng khoán châu Á hôm nay 25 tháng 6 đỏ sàn trước nỗi lo về tình hình Iraq và che phủ dữ liệu về kinh tế tốt hơn kỳ vọng của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi lãnh đạo người Kurd ngừng các hoạt động tấn công tại căn cứ không quân lớn nhất của Iraq, cách thủ đô Baghdad không đầy 100 km. Kết thúc phiên giao dịch ngày 25 tháng 6, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,71%, ASX 200 của Úc giảm 0,57%, Shanghai của Trung Quốc giảm 0,41% và KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,63%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tuần khi các nhà đầu tư chốt lời do đã đạt được mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Cổ phiếu của nhà bán lẻ Fast Retailing và SoftBank đều giảm 1%. Chỉ số Shanghai của Trung Quốc tiếp tục giảm với thông tin một nghiên cứu của Reuters cho thấy, trên 80 doanh nghiệp bất động sản không đạt được lợi nhuận kể từ năm 2011. Cổ phiếu của Poly Real Estate giảm 1,4%, cổ phiếu của China Merchant Property giảm 2%. Chỉ số ACE 200 của Úc giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong một tuần do những hoạt động yếu kém của ngành khai thác mỏ. Cổ phiếu của Rio Tinto và BHP Billiton đều giảm 0,7% do giá quặng thép giảm, dự báo chỉ còn 94,6 đô la một tấn vào năm 2015 chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm sau khi đã tăng mạnh trong phiên trước đó, mã blue chip Samsung Electronics giảm gần 2%. Cuối cùng sẽ là những thông tin trên thị trường chứng khoán của châu Âu. Thưa quý vị, mở phiên giao dịch ngày 25 tháng 6, hầu hết các chỉ số lớn trên thị trường chứng khoán châu Âu đều giảm điểm do không có dữ liệu kinh tế chung nào được công bố. Thị trường lại đang lo ngại về bạo lực ở Iraq. Mở cửa phiên giao dịch ngày 25 tháng 6, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm gần 0,6%, DX của Đức giảm 0,3%, còn CAC 40 của Pháp giảm hơn 0,5%. Lo ngại về căng thẳng ở Iraq, một lần nữa đã ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán thế giới. Các nước phương Tây đang tạo áp lực, đòi chính phủ Iraq phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn đà tiến của phiến quân Sunni. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có mặt tại vùng Kurdistan thuộc Iraq vào hôm thứ Ba vừa qua chính phủ Iraq buộc phải huy động quân đội để bảo vệ nhà máy khai thác dầu lớn nhất của nước này. Giới đầu tư đang thận trọng theo dõi nội dung cuộc họp của EC sắp sửa diễn ra vào ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này. Trong khi đó, thì không có dữ liệu kinh tế nào được công bố trong ngày hôm nay, không tạo được lực đỡ cho thị trường. Cổ phiếu của hãng công nghệ Northgate mở cửa phiên tăng 2% nhờ công bố kết quả báo cáo doanh thu năm tài chính vừa qua đúng như dự báo. Cổ phiếu của hãng khai khoáng Rio Tinto và BHP Billiton niêm yết trên sàn Anh và Úc đều giảm điểm sau khi giá quặng sắt mất đà tăng của 5 ngày vừa qua. Cổ phiếu của hãng GDF Suez của Pháp giảm 1,7% sau khi chính phủ Pháp bán 3,1% lượng cổ phiếu của hãng này để tạo vốn cho thương vụ Anstom. Cổ phiếu của Anstom tăng 0,9%. Hôm qua 24 tháng 6, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ vừa kết luận phi công là nguyên nhân chính dẫn đến vụ hạ cánh thảm khốc của phi cơ hãng hàng không Asiana Airlines ở San Francisco, làm 3 người thiệt mạng hồi năm ngoái. Chuyến bay số hiệu 214 của Asiana Airlines từ Thượng Hải quá cảnh tại Hàn Quốc chở 307 người gặp nạn hôm 6 tháng 7 năm 2013 khi đang hạ cánh xuống sân bay ở thành phố San Francisco, đã đập đuôi vào một đê chắn biển trượt khỏi đường băng trước khi bắt lửa và cháy rụi. Boeing 777 là máy bay hiện đại nhất hiện nay, hệ thống tự động hoạt động như thiết kế nhưng các phi công không hiểu rõ nó sẽ làm và không làm gì. Asiana cho hay nguyên nhân tai nạn là do các phi công đã phản ứng quá chậm trước tình huống. Đây là tai nạn máy bay thương mại đầu tiên tại Mỹ kể từ tháng 2 năm 2009. Mặc dù phi công lái chiếc máy bay này là người giàu kinh nghiệm nhưng ông thiếu kỹ năng điều khiển máy bay bằng tay, Asiana nên xem xét lại vấn đề huấn luyện phi công với đầy đủ kiến thức và kỹ năng đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp. Phi công phụ trên chiếc máy bay này được cho là không có chuyên môn cao, Agena đã nhận trách nhiệm về vụ việc và hứa sẽ tiến hành huấn luyện nâng cao tay nghề của các phi công. Thưa quý vị, hôm thứ ba vừa qua ngày 24 tháng 6, ba công ty sản xuất bạch kim hàng đầu thế giới là Anglo American Platinum, Impala Platinum và Lonmin vừa ký kết một thỏa thuận lương có giá trị 3 năm với liên hiệp các nghiệp đoàn khai khoáng và xây dựng Nam Phi, AMCU nhằm chấm dứt cuộc đình công kéo dài hơn 5 tháng qua. Ngành công nghiệp khai khoáng ở Nam Phi đã kết thúc đình công dài ngày của hơn 70.000 thợ mỏ, đòi tăng lương bằng một thỏa thuận. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Bạch Kim vẫn nói rằng, cắt giảm nhân lực là điều không thể tránh khỏi. Các công nhân sẽ trở lại làm việc vào ngày thứ Tư, 25 tháng 6. Cùng với các đối tác của mình, giám đốc điều hành của Lonmin Minh cho biết, tương lai của ngành công nghiệp này không hề dễ dàng. Con đường phía trước quả thật là một thách thức lớn, bởi vì chúng tôi vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng của các mỏ bạch kim, trong khi vẫn phải lưu ý đảm bảo phúc lợi của nhân viên trong bất kỳ hoạt động nào của công ty. Các công ty đã mất hơn 2 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ các cuộc đình công. Đây không phải là thời điểm để ăn mừng, vì thực tế trong cuộc chiến này không có người chiến thắng. Đại diện liên đoàn AMCU cho biết, các công ty không cắt giảm nhân lực theo thỏa thuận, nhưng điều này đi ngược với chủ trương của các công ty đây là một bài toán khó đối với liên đoàn khi cố gắng đạt được thỏa thuận tăng lương cho các công nhân ở mức 12.500 ren mỗi tháng, tương đương 1.100 đô la Mỹ. Đại diện của công ty Lonmin cho biết, tái cơ cấu trong ngành công nghiệp bạch kim là điều cần thiết để cho các hoạt động kinh doanh vẫn có thể phát triển, đặc biệt là thị trường bạch kim sử dụng cho việc chế tạo thiết bị trung hòa khí thải vẫn đang trên đường chinh phục thị trường ngành công nghiệp bạch kim sẽ phải cơ cấu lại chính nó, đồng thời phải xác định lại vị trí để có thể tiếp tục phát triển. Cho nên điều tất yếu là sau được đình công này, các công nhân cũng phải xem lại chính họ và cách để thực hiện điều này chính là cắt giảm nhân lực. Cắt giảm nhân lực tại Nam Phi đang là một vấn đề nan giải khi tỷ lệ thất nghiệp tại nước này chiếm tới 25%. Thưa quý vị, diễn viên kỳ cựu từng đoạt giải Oscar Michael Douglas vừa có chuyến viếng thăm thành phố Jerusalem vào cuối tuần qua cùng với vợ và con trai của ông là Dylan Douglas 69 tuổi và vợ của ông là diễn viên Catherine Zeta-Jones cùng con trai Dylan đến thăm vùng đất này vào tuần trước. suốt hành trình họ đã có khoảng thời gian đẹp trải nghiệm tại nơi đây. Tôi là Michael Douglas và con trai tôi đây là Dylan đã đến đây để kỷ niệm nghi lễ đạo do Thái ba mitzvah. đây là ngày đầu tiên trong chuyến tham quan. Nơi đây đã để lại nhiều ấn tượng cho chúng tôi. Quả thật, với một lịch sử huyền bí luôn thu hút các nhà khảo cổ và khách du lịch trên khắp thế giới, Jerusalem xứng đáng với tên gọi vùng đất thánh. Cả Douglas và vợ ông Zeta Zetazon đều từng giành tượng vàng Oscar đánh giá. Họ được đánh giá là cặp vợ chồng diễn viên kỳ cựu trong làng sao Hollywood. Có tin hai vợ chồng Douglas gặp trục trặc hôn nhân vào năm ngoái, nhưng hiện tại họ đã làm lành và tiếp tục cuộc sống hạnh phúc. Họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1998 tại liên hoan phim Devin của Pháp Họ hẹn hò những năm sau đó và đến hôm năm 1999, họ kết hôn năm 2000 và có hai đứa con. Douglas giành tượng vàng Oscar khi ông làm đạo diễn cho bộ phim One Flew Over the Cuckoo Nest sản xuất năm 1975. Và thêm một tượng vàng Oscar nữa cho hạng một nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1987 với bộ phim Wall Street. Vợ ông Zeta John giành giải Oscar diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2002 cho bộ phim nhạc kịch Chicago thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại bản tin fbnc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt